hôm nay, chúng ta sẽ được thấy những hành động tốt đẹp trên thế giới được camera quay lại. Hy vọng những video này sẽ giúp một ngày của bạn trở nên tươi đẹp hơn. Anh chàng tài xế xe buýt khi đang thực hiện công việc của mình thì phát hiện một chiếc ô tô không có người lái đang bị trôi trên đường. Ngay lập tức, anh ấy nhảy xuống và phanh chiếc ô tô lại trước khi tai nạn xảy ra. Anh đã có một phản xạ tuyệt vời và hy vọng những tài xế khác cũng sẽ có được phản xạ như vậy. Người đàn ông ngồi trên xe lăn đã bị mắc kẹt ở đường ray. Viên cảnh sát đã dũng cảm lao tới kéo ông thoát khỏi nguy hiểm. Cô cảnh sát đã không quản ngại cả tính mạng của mình. Đây là một hình ảnh đẹp về lực lượng cảnh sát mà nên được lan tỏa. Camera đã quay lại cảnh tượng người mẹ cứu hai đứa con nhỏ của mình thoát khỏi con rắn nâu phương đông. Rắn nâu phương đông gây ra nhiều cái chết ở Úc. Chúng có nọc độc có thể gây liệt và chảy máu mất kiểm soát. Một người đàn ông đã bị ngất xỉu và lên cơn co giật ngay trước cửa nhà. May mắn thay, có một tài xế ở gần đó đã phát hiện ra sự việc và anh ấy đã chạy đi kêu cứu. Nhờ đó đã cứu sống được người đàn ông. Video quay lại cảnh ngăn cân treo sợi tóc khi người đàn ông có phản ứng nhanh nhẹn cứu sống bạn mình. Bạn của anh ấy bị nghẹn một miếng pizza và thế là anh nhanh chóng thực hiện động tác sơ cứu để giúp bạn nôn miếng pizza ra, tránh bị ngạt thở. Những anh lính cứu hỏa đã giúp ông già cắt cỏ trong sân của mình. Chiếc xe của anh chàng đã bị cuốn vào vùng nước xoáy do một cơn mưa lớn gây ra. Anh đã được đội cứu hộ bay trực thăng đến để giải thoát một cách an toàn. Những con vịt đã đi lạc khỏi nơi ở của chúng, nên những người dân tốt bụng đã hướng dẫn chúng quay về tổ ấm của mình. Người chủ cửa hàng bánh đã thể hiện một tình yêu thương động vật vô cùng lớn khi cô ấy làm một chiếc bánh donut và tặng nó cho một chú gấu mèo. Chú gấu mèo rất vui mừng, nhanh chóng ngoạm lấy chiếc bánh và chạy biến đi. Những trai xinh gái đẹp này đang đi chơi trên cano thì bắt gặp một chú chó không biết từ đâu bơi ở giữa đại dương. Họ ngay lập tức nhảy xuống và đưa chú chó lên thuyền. Nếu không có họ thì một chút nữa thôi là chú chó sẽ bị kiệt sức rồi chết đuối luôn. Người phụ nữ bỗng phát hiện ra có một con tắc kè bị cuốn dây buộc quanh cổ. Thế là cô ấy nổi lòng thương và giúp nó thoát khỏi cái vòng trói buộc ấy. Người tài xế lái xe thấy một cụ già đang xuống tuyết, vậy nên anh ấy đã dừng công việc của mình và chạy tới giúp cụ một tay. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đã giúp đỡ chú rùa thoát khỏi bị mắc kẹt rác ở vây. Một khoảnh khắc tốt bụng cho thấy tài xế đã sử dụng xe tải giúp người phụ nữ lớn tuổi đi qua vũng nước mà không bị ướt. Chỉ một hành động nhỏ như vậy thôi cũng có thể khiến ngày hôm đó của bà lão trở nên tươi đẹp hơn. Cảnh quay này đã khiến tôi xúc động ứa nước mắt khi một người đàn ông cầu hôn bạn gái của mình ở vạch đích của một cuộc thi marathon. Đây là một khoảnh khắc sẽ khiến họ nhớ mãi về sau. Cảm ơn bạn đã xem đến cuối video. Hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để cùng chúng tôi xem những điều tốt đẹp khác đang xảy ra trên khắp thế giới nhé!